Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào tất cả các anh đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Rồi, lời nói đầu tiên xin phép cho em gửi lời chào tới tất cả mọi người nha. Cảm ơn các anh đã đồng hành cùng Trúc Mô Tô trong thời gian vừa qua. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm ấn đăng ký kênh, theo dõi kênh giúp em ha, để được xem những video clip em mới vừa ra bên kênh của em, và anh em xem chi tiết và anh em mua ha. Bên em là chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Đó. Em có mua luôn nha anh em nha. Có mua, có bán luôn, có trao đổi xe luôn. Anh em nào có những con xe nào không sử dụng qua nữa, hoặc dư xe gì đó thì anh em muốn nhường lại thì alo em ha. Số điện thoại của em là 0932 047 956. Số Zalo của em là 0768 447 735. Anh em alo bán xe, alo chụp hình xe gửi chi tiết qua Zalo cho em sẽ đến tận nhà em mua ha anh em ha. Còn anh em nào đang kiếm những xe đi Tết, đi lễ chơi, kiếm những hàng độc, hàng sưu tầm thì bấm ăn đăng ký cái kênh, theo dõi kênh giúp em ha. Anh em nào xem video vừa ý con nào thì rước em nó về ha. Bên em bán có hỗ trợ vận chuyển toàn quốc nha anh em nha, từ Nam tới Bắc. Chỉ cần anh em xem video thích xe, chuyển cọc em sẽ ship xe tặng nhà cho tất cả mọi người ha, từ Nam tới Bắc. Rồi, kênh em thì chắc mấy anh theo dõi lâu nay thì chắc cũng đã biết, cũng đã rành rồi. Theo dõi nhiều chắc biết ha. Thủ tục mua bán giấy tờ thì rất là rõ ràng, thẳng thớm ha anh em ha. Giấy tờ thì anh em bên em bán chiếc nào cũng bao rút hồ sơ gốc sang tên cho tất cả mọi người nha. Anh em có nhu cầu rút hồ sơ gốc em bao rút hết sang tên, đổi biển số. Tất cả xe bên em bán là xe chính chủ, chính hải quan, chính ngạch, chính quy hết nha anh em nha. Anh em khỏi lo ha. Rồi, hôm nay mới vừa về được một con Honda CM125, hay được gọi là Honda Custom. Đó. Dòng xe này là dòng xe của Nhật Bản sản xuất vào những năm thập niên chín mấy nha anh em nha. Con này đắt là đời 1997. Hải quan chính ngạch, chính chủ. Thì những con xe này lúc trước mà anh em mà muốn mua và muốn sở hữu một con xe này thì bỏ ra một số vàng rất là lớn. Vàng nha mọi người, chứ không tính tiền nữa đâu. Tại lúc đó là người ta mua bằng vàng thôi. Thì những con xe này là cùng đắt đời với lại những con xe Dream á anh em, Dream Thái đó, năm 97, 98 rồi đó. À, anh em nào mà sở hữu được con này vàng nó đáng gấp đôi con Dream Thái nha mọi người nha. Dream Thái thì không lầm là như lúc đó đập thùng về thì cũng nằm đâu tầm đó 7-8 cây gì vàng gì đó. Và con này là mười mấy cây, đắt gấp đôi nha mọi người nha. Cho nên hồi đó lúc đó mà anh em nào mà sở hữu được một con xe này là quá dữ. Nói chung là khá giả và chịu chơi. Con xe này là niềm mơ ước của tất cả các anh hồi lúc đó nha mọi người nha, những thập niên chín mấy. Thì hôm nay thì đến 2022 hiện tại bây giờ thì nhớ những anh em nào mà muốn sở hữu được một con xe hồi những thập niên trước để sử dụng, để ôn lại kỷ niệm xưa, để sưu tầm gì đó thì liên hệ bên em ha. Đây em có một chiếc rất là đẹp, đời 97, hải quan chính ngạch chính chủ, mua bán sang tên rút gốc toàn quốc. Giá chỉ có 90 mấy triệu thôi, rất là ok ha. Huyền thoại nha mọi người nha, huyền thoại của những huyền thoại luôn. Con này là huyền thoại rồi đó. Mấy anh em nào chạc tuổi khoảng 40-50 sắp lên thì quá rành về em này rồi. Rất là lợi xăng, rất là bền bỉ, nội đồng cối đá nha mọi người nha. Con xe này phải nói cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Xe nhập hải quan chính chủ nha anh em. Đó, đồ là nguyên rin theo xe hết, từ cái đây xi nhanh cũng vẫn còn rin nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Em quay một vòng chi tiết ha, phuộc rin nè, còn tem luôn. Đây má má đùm sau đây, rất là đẹp, hoàn hảo lắm, bô rin nước sơn len keng, không có chấm trầy. Đây là những cái vết theo thời gian nha mọi người nha, chạy rửa xe rồi bụi đất bám rửa là nó bị chóc bị bong. Thì cái đó là những dấu vết theo thời gian của trên chiếc xe em có để nguyên luôn, chưa có dọn, chưa có tút gì hết nha mọi người nha, có sao bán vậy thôi. Cái này là cái nút để trắc mỡ bò, bơm mỡ bò vào trong cái sườn cho nó khỏi mục này mọi người. Đây ha, anh em nhìn kỹ ha, cái nút này còn luôn á. Này, anh em muốn bơm mỡ bò thì dặn con ốc này ra, cái đầu này ra, cái chui này ra ha, và bơm mỡ bò vào trong cái sườn gấp cho nó khỏi mục. Rất là ok luôn, vẫn còn ha. Đây lốc của nó đây, theo thời gian nó có linh tăng ha anh em. Cái này là không sao hết nha anh em nha, tại vì cái này là bằng nhôm nguyên khối. Thì mình chạy lâu ngày, sử dụng lâu ngày, hoặc không chạy, không sử dụng mà để lâu, không sử dụng nó cũng sẽ bong như vậy thôi. Những con xe mà Rebel mới bây giờ 2015-2016
bên Mỹ á. Hiện tại mà không chạy để lâu trong nhà, không sử dụng nó cũng lên tăng như nhà nha. Cái này là gọi là lên tăng chứ không phải là bị xước, bị chày nha mọi người. Đây nó lên tăng á, nó chạy trùng trĩ rất là đẹp. Đây là đồ ring nó mới có thôi nha. Còn đồ đánh lại không có đâu. Đây bên sân con nguyên ring. Cái Zaba ha anh em. Hàng Nhật nha, nhập khẩu. Xe này là sản xuất và lắp ráp nguyên con tại Nhật nha mọi người nha. Rất là bền, hàng đồ địa Nhật. Đây nước sơn dán keo nguyên chiếc, mới lột ra, mới ken xà beng luôn anh em. Tem này là tem chìm trong nước sơn nha, tem âm trong nước sơn nè. Không có gờ, không có gì hết á. Không phải là cái miếng tem mà miếng đề can mà mình dán vào đâu nha anh em ha. Nước tem là âm trong nước sơn luôn, rất là đẹp. Tem bọng các thứ còn nguyên hết nè mọi người. Đẹp lắm. Này cùm kiếc rồi còn nguyên hết anh em ha. Cái này anh chủ có vào tắt mở đèn, tắt đèn á. Xe đẹp lắm mọi người ơi. Len scan luôn, kim này hoạt động luôn nha. Cái này là kim báo ga, này là báo km, này là báo tất cả tắt tần tật trên xe đó. Báo mò nè, báo cấp và báo xi nhanh, logo ring nè mọi người, rất là đẹp luôn. Đây cùm rất là đẹp luôn. Một con xe phải nói là huyền thoại của những huyền thoại của nhà Honda. Giá trị sưu tầm cực cao. Đó, hồi niệm hồi cổ. Anh em nào muốn mà ôn lại kỷ niệm xưa. Lúc trước chắc nhiều anh cũng chưa được sở hữu con này đâu. Lúc trước mà anh em nào sở hữu được con này chắc cũng khá giả, nhà điều kiện có. Và thứ hai là độ chiều chơi có. Mới tậu được một con xe này từ Nhật Bản về nha anh em nha. Hồi đó nhập về đắt đỏ và kinh phí rất là cao mới sở hữu được một con xe này. Thì lúc đó xe mô tô nó không có ra nhiều nha anh em nha, chỉ có mấy dòng thôi. Anh em mà chạy được con xe này ra đường thì khỏi phải bàn rồi. Đây biển số em nói đây ha anh em, biển số dễ thương lắm nè, 53929, biển số 43 thành phố Đà Nẵng nha anh em nha. Chính chủ mua bán sang tên rút gốc toàn quốc. Cái này là cái tay nắm hai giác xe này mọi người. Đó, dấu vết theo thời gian này em thấy không? Nắm vô lâu ngày nó xe dày. Không sao nha mọi người. Xe cũ xài rồi mấy chục năm rồi. Phải có thôi. Xe cực kỳ đẹp, cực kỳ hoàn hảo. Đẹp lắm nha anh em nha. Bộ kiến ring còn nguyên hết. Đây. Phuộc trước đây ha. Xe này là nguyên ring, chưa có làm gì hết á. Lúc trước mua sao bây giờ như vậy thôi. Dấu vết thời gian theo xe vẫn còn nguyên, không có chỉnh sửa, không có làm mới bất cứ món nào. Tại vì mua những con này là mua giá trị sưu tầm, mua đồ ring theo xe thôi nha anh em nha. Chứ không yêu cầu mà theo xe mà phải đẹp mới như xe thùng là không phải có đâu nha mọi người nha. Đó, tại vì xe này là xe đời cổ, xe đời cổ đời chín mấy mà làm sao mà mới được. Nó sẽ có những cái vết theo thời gian, cũ theo năm tháng thôi. Người mà còn già đây thì xe làm sao không cũ được. Rồi rất là đẹp nha mọi người nha. 97 triệu nha mọi người, 97 triệu là sở hữu em nó ngay thôi. Sang tên bấm biển số mới. Anh em nào có nhu cầu bên em bao rút hồ sơ gốc sang tên. Bên em có bao ship xe tặng nhà tặng nơi cho tất cả mọi người luôn, từ Nam tới Bắc, bất kỳ nữa đâu. Quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Những dòng này á, lúc trước á, mấy anh có đặt hàng em nhiều lắm nhưng không có xe nha mọi người nha. Tại vì những con xe này kiếm có bán đi rồi thì kiếm con nữa cũng cực lắm. Tại vì bên em là mua những dòng xe đẹp, xe ken em mới mua thôi, mới thâu mới bán nha mọi người nha. Còn những xe mà giấy tờ không rõ ràng, không hợp pháp bên em không mua, không bán. Và xe xấu, dập nát, bùa phép thì không có mua luôn. Cho nên nó hiếm xe là như vậy nha mọi người. Trên thị trường thì đa số người ta bán xe này rất là nhiều, nhưng những con xe đó là không có giấy tờ là thứ nhất. Thứ hai là xe Campuchia, thứ ba là xe vào giấy. Xe vào giấy là nguyên một cái chiếc xe y chang như vậy thôi, nhưng người ta đi bộ giấy của xe 125 của xe khác nha mọi người, không phải của Custom. Đúng số máy số không ring của nó. Đương nhiên nó là JC05 hết. Nó là đúng đời. Đúng đời, đúng xe, đúng giấy tờ hải quan. Đó, anh em thấy cái chữ JC05 không? Số máy cũng JC05 và số khung cũng JC05. Mới đúng là hàng hải quan, hàng Custom xịn nha mọi người nha. Còn những cái số máy số khung khác là không có liên quan tới con xe này.
nó chỉ là một con xe này và đi bộ giấy của xe khác thôi, hay được gọi là xe bùa phép á, bùa phép giấy á. Chạy thì hợp lệ thôi, nhưng mà khi bị bắt thì công an tịch thu nha mọi người nhé. Đây, JC05, số khung số máy rõ ràng, không mờ không phai. Anh em thấy không? JC05 571 8218, rõ ràng. Cái đó là điều lưu ý khi anh em mua custom, tại vì những cái dòng này nó giấy tờ rin hải quan khó lắm anh em nha. Đã vậy mà kiếm con xe đẹp, xe rin nữa thì cũng càng khó hơn. Cho nên cái đó là điều nó khiến ra một con xe hiếm kiếm có được là như vậy nha mọi người nha. Không có đủ điều kiện bên em không có mua được. Nó phải đáp ứng đầy đủ giấy tờ rành mạch rõ ràng, xe rin đẹp, keng rin, bên em mới thu và bán. 97 triệu sở hữu, em nói ngay nha mọi người. Em xin nhắc lại số Zalo của em là 0768447735. Anh em nào cần hình chi tiết, tư vấn thêm cái gì, thắc mắc cái gì thì vào Zalo giúp em ha. Rồi em xin test máy nha. 97 triệu thôi. Bật cái này nó lên mo mới đề được nha mọi người nha. Còn anh em mà bật qua một khúc nữa là không có đề được đâu. Em nghe máy không? Đề rất là nhẹ nhàng. Một con xe đời 90 mấy, nhưng máy của nó là nó chấp những con xe Thái Lan hiện tại bây giờ nhập về đó. Nó rất là bền nha mọi người nha. Xe Thái Lan không có cửa như những cái dòng xe này. Made in Nhật Bản thì anh em biết rồi ha. Saban rất là bền bỉ. Đây anh em, đồng hồ tua máy còn nguyên nha mọi người nha. Đó, xe rin nó còn nguyên cái đồng hồ tua máy, dòng tua máy là cái dòng này nha mọi người. Đó, ga 1000, rất là chuẩn chỉ luôn. Ga sân ti của nó 1000 thôi nha, anh em nghe. Máy cực kỳ êm luôn. 125 chạy rất lợi xăng, con này chạy 40 mấy cây một lít. Dáng ngồi rất là khỏe khoắn, chạy đường xa cực kỳ tốt luôn, không bị khom lưng, không bị đau lưng. Góc lái, góc nhìn rất là rộng. Em thấy không? Số lượng có hạn nha mọi người nha. Anh em nào nhanh tay thì còn. Gần sắp Tết rồi. Những con xe này cũng hiếm lắm. Kiếm không ra đâu. Đèn đuốc xi nhan các thứ còn đầy đủ nha anh em nha. Nàng là đèn bắt xin nha mọi người nha. Tắt cái nút bắt xin đi. Đây xi nhan trước sau kèn còi đầy đủ hết. Rất là đẹp, rất là hoàn hảo rồi. Mua về chỉ việc chạy thôi, nhớt mới thay luôn. Máy nó cực kỳ êm, anh em nghe không? Ga sân ti nó nổ rùm 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 rất là đã. Nổ đều êm, ga sân ti nhuyễn. Nổ tới sáng hết xăng thì thôi. Không bị tắt máy đâu. Đó. Điều đặc biệt của dòng này là nó bền bỉ. Bền lắm mọi người ơi. Cực kỳ bền. Em nghe tiếng máy không? Rùm 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 rùm. Dòng đặc trưng của xe này là tiếng máy nổ cực êm, cực giòn luôn. Em nghe nè. Sịt 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 rất là hay. Têm gấp, têm sườn là còn nguyên hết. Rồi, anh em nào kết alo liền giúp em ha. Này, đèn hậu sau còn hiên hết nha. 97 triệu. Rồi. Em xin dừng video tại đây ha. Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo theo dõi kênh giúp em ha. Rồi, hẹn anh em những video clip tiếp theo. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại nha.